Ê tô đa mà xa chê na xa quê ca xa hoà mà ra hà tì dô cha ca xa quá xa xì lê su su xa mà hi tô u bê tô đa mà sa chê na sa quê ca sa wa ma ra ha ti dù chắc hoàn tất cả sa quá sát tì lê su su sa ma hi tô u bê tô đa mà sa chê na quê ca sa wa ma ra ha ti ai rời bỏ uế trượt giới luật kéo nghiêm trì tự chế sống chân thực thật xứng áo cà sa này cả thượng Thích Minh Châu người mà nhẫn nại tu hành nghiêm trì giới luật cao thanh rõ ràng khen thay khéo mặc y vàng khen thay xứng đáng dự hàng sa môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tuệ Duyên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ kính mời Tuệ Duyên không thấy bàn tay đi. Của ai? Mời xích Tina mới vào phải không? Cho Tuệ Duyên biết tín hiệu ạ. Dạ, mời xích Tina. Dạ, cảm ơn xích. Con kính cảm ơn cô Thượng Tọa Thượng Duyên, con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ cô Thượng Nữ Tọa Duyên, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài Pháp Cú câu số 10. Yo chắc quan ta ca sa wa sa si le su su sa ma hi tu u pe tu da ma sa che na sa we ka sa wan arahati yo chak wan ta ka sa wasa si le su su sa ma hi tu u pe tu da ma sa che na sa we ka sa wan arahati ai rời bỏ ế trượt giới luật khéo nghiêm trì tự chế sống chân thực thật xứng áo cà sa dù cha quan ta cà sa quan sa si lê sư sư sa ma hi tô ụp bê tô đa mà san chê na sa quê ca sa văn a ra ha ti yo cha văn ta ca sa wa sa si le su su sa ma hi to ụp bê tô đa mà san chê na sa quê ca sa văn a ra ha ti người mà nhẫn nại tu hành nghiêm trì giới luật thanh rõ ràng khen thay khéo mặc y vàng khen thay xứng đáng giữ hàng sa môn của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân sư bà sư cô, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Sa thu lành thay tị nạn. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sàng Kha Gia, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các đạo tràng. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 10. Dù cha văn ta cả xa hoa xa, xí lê su su sa ma hi tô, u pê tô đà ma sa kê na sa vê ca sa va ma ra ha ti yo cha văn ta ca
sa wa sa si le su su sa ma hi to u pe to da ma sa ke na sa ve ka sa wa ma ra ha ti yo cha wan ta ka sa wa sa si le su su sa ma hi to u pe to da ma sa che na sa ve ka sa wa ma ra ha ti. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế không chân thực, thật xứng áo cà sa, bản dịch của Ngài Minh Châu. Người mà nhẫn nại tu hành, nghiêm trì giới luật cao thanh rõ ràng, khen thay khéo mặc y vàng, khen thay xứng đáng dự hàng sa môn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phút Tha Gia Còn xin được xuống ích. Amen. Mời Sít Ta Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 10. Vô chá quan tá cá sa quát sa si lê sú Su sa ma hi to u pe to da da ma sa sat che na sa we ka sa wa na ha ra ha ti yo cha wan na ka sa wa sa sa si le su Su sa ma hi to u pe to da na da ma sat che na sa we ka sa wa ma ha ra ha ti yo cha wan ta ka sa wat sa si le su su sa ma hi to u pe to da sa sắp chê ná xá quê ca xa quá má rá há tí. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật xứng áo cà sa. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Người mà nhẫn nại tu hành, nghiêm trì giới luật cao thanh rõ ràng, khen thay xứng đáng dự hàng sa môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Sức Nhật Quỳnh, mến mời bàn tay của quý Phật tử nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Cẩm Vân. Nam Mô Bích Hà Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng và cảm ơn vị Trạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và Nhật Bình kính mời bàn tay, vị nào chưa có ông bài thì kính mời bàn tay nha. Tại Nhật Bình ở gần sông Đồng Nai nên Nhật Bình hay lặn lắm, nên mình không biết vị nào đã ông vị nào chưa, quan hệ cho Nhật Bình. Dạ Nam Mô Bích Hà Giá, trong khi chờ đợi những bàn tay, dạ con xin được ra bài trước ạ. Dạ mời Quỳnh Bạch Hà Ná cho Nhật Bình bài học. Vô cha quan tắc ca sa qua sát si lê su sa ma hi tô u bệ tô đa ma sát chê na sa quê ca sa qua ma ra ha ti. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn Diệu Quang Lâm vào đạo tràng. Vì nào đưa tay nhàn để Nhật Quỳnh có sư vào là Nhật Quỳnh khóa sổ sớm nha quý vị. Giờ cha hoàn tất ca sa qua sa si lê xuất sắc
ma hi tơ u bệ tơ đa ma sa chê na sa huệ ca sa ta ma ra ha ti. Ai rời bỏ ấy trượt giới luật khéo nghiêm trì, tự chế chống chân thật, thật xứng áo ca sa. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trần Phụng ơi, Trần Phụng giờ có trả bài không? Nếu trả bài thì đưa bàn tay lên nhục bình nhường mít để hết giờ nha. Rồi đừng có khóc và nghe. Alo, Trần Phụng nghe Nhật Quỳnh không? Rồi mời Trần Phụng nghe. Dạ, con kính đánh lỡ Tôn Đức Tăng, con kính đánh lỡ Thượng Tọa Minh Hạnh, con đánh lỡ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính đánh lỡ Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 10. Vô chép văn tết kéo xa vát xá si lê su su sa ma hi tô u u bê tô đa má sắp dê ná sa về ca sao va má ra há tí vô chá văn tá cá sa vát xá si lê su su sa ma hi tô u bê tô đá má sắp chê ná sa về ca sa va má ra há tí. Ai rồi bỏ ế trượt giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật sống áo cà sa. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hội Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin được kệ. Vô cha văn ta ca sa va sa si lê su su sa ma hi tô u bê tô đa ma sa chê na sa vê ca sa va ma ra ha ti. Yo cha văn ta ca sa va sa si lê su su sa ma hi tô u bê tô đa ma sa chê na sa va sa vê ca sa va ma ra ha ti. Người mà nhẫn nại tu hành, nghiêm trì giới luật cao thanh rõ ràng, khen thay khéo mặc y vàng, khen thay xứng đáng dự hàng xe môn. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Như Đức. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Con cảm ơn chú Bách Thánh Á đã bóp bài. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thú kính cảm ơn Trần Phụng. Vừa giao thì Nhật Quỳnh nếu y nghe vừa đọc vừa thở nghe mà thương. Dạ, cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết cái tín hiệu quên nhiêu áo chứ không phải nhiêu y nha. Xin lỗi Trần Phụng nha. Dạ, năm mô bích thai á, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trần Phụng, Cẩm Vân, Vinh Quách Thanh Á, Thi Na, cô tu nữ Tị Duyên, xích Trần Đạo, cô ấy Minh và xích rạng đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Ta Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vận mầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi.
quyết lòng mở đạo dạy đời A Nhắm Vương Lộc Gia ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử A có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như A được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăm thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bút tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng như sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 11. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng bích đánh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nghe nhỏ thì mình chỉnh cho nó to lên. Rồi, chắc ok rồi. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 11, 011. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ Asare Saramatino. Đoạn thứ 2 Sare Cha Saradassino. Đoạn thứ ba Te sang sa răng na thi gách chan ti. Đoạn thứ tư Mít cha sang cáp pa gô cha ra. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên asare, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là sare. A là một phủ định từ, một tiền tố phủ định. A có nghĩa là không, và nó giống như chữ ná vậy đó, xin lỗi. Sare, sara chia theo đối cách số nhiều, chia theo cách thứ số nhiều. Sara có nghĩa là điều chánh yếu, điều thiết yếu, cốt lõi, chân lý. Và cái nghĩa gốc đó, Sara là cái lõi, như là lõi cây. Rồi từ thứ hai,
Saramatino đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra. Sara cộng với là Martino. Sara chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Còn Martino. Martino đây là một cái danh động từ, từ cái động từ magnati. Magnati. Magnati là động từ. Và danh từ mà nữ tính á, thì nó có cái hình thức là Marti. Marti và chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là Ino. Marti có nghĩa là người tưởng rằng, người quan niệm rằng, hay là người có ý kiến rằng. Nó có nhiều nghĩa vậy. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Sao chúng tôi thấy em ru rồi, xin thưa quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Rồi. Chúng tôi thấy cô ấy mình đã post bài lên rồi. Dạ, chúng ta tiếp tục. Đoạn thứ hai, có hai từ, từ đầu tiên sare, sara chia theo đối cách số nhiều. Chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ hai, cha saradasino, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, cha cộng với là saradasino. Chúng ta tách từ từ ra, dạ. Cha cộng với là a cộng với là sara cộng với là dasino. Chữ cha liên từ có nghĩa là và, a là phủ định. Sara chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. Chữ dasino là dasi. Đây cũng là một cái danh động từ, từ cái động từ là dasati. Dasi chia theo chủ cách số nhiều. Cách thứ nhất, dasi có nghĩa là người thấy, người nhận thức. Rồi, chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên T. T đây là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số nhiều. Mình dịch ra là họ. Sa răng là sa rá chia theo đối cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. Từ thứ ba, na thi gách chan tí. Na thi gách chan tí là một hợp từ na cộng với là athigacchanti. Na là phủ định từ có nghĩa là không. Athigacchanti đây là động từ athigacchati mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti, chia theo chữ t đó. Xin lỗi, athigacchati đó là chứng được, đạt được, đắc được. Na thi gách chan thi là không chứng được, không đạt được, không đắc được. Chúng ta bước sang đoạn thứ thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy chỉ có một từ, mà đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Mitta cộng với là sankappa cộng với là gochara. Mitta là tà, sai. Sankappa là tư duy hay là suy nghĩ. Gochara là hành xứ. Và có chỗ dịch đó là mục trường ấy, xin lỗi. Mục trường tức là cái chỗ đi lui đi tới của bò trâu. Thì hành xứ ở đây đó là tiếng Hán. Mình hiểu đó là cái chỗ đi lui đi tới. Mitcha sankappa uchara
đó là hành xứ của tư duy tà, hay là của tà tư duy. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi. Dịch văn xuôi. Sara Martino. Người ta tưởng rằng chân lý. Ồ, xin lỗi quý vị, hồi nãy chúng tôi giải thích quý vị là chữ Asare đó là đối cách số nhiều hả? Chữ Asare ở đây đó mình hiểu ra chữ E này nè là dịch theo cách thứ bảy. Chữ E này nó cũng có cái hình thức là cách thứ bảy số ít, xin thưa quý vị. À, rồi đối cách số nhiều nó cũng có cái hình thức là E. Mà trong trường hợp này chúng ta lấy nghĩa là cách thứ bảy số ít. Saramatino là người ta tưởng rằng chân lý Asare ở trong phi chân lý. Chasaradasino và thấy rằng phi chân lý Sare ở trong chân lý. Ở trong chân lý. Đó là một mệnh đề. Cái bây giờ chúng ta mới nối hai cái mệnh đề đó lại với nhau. Mệnh đề đầu đó là điều kiện, mệnh đề sau là kết quả. Thành ra chúng ta thêm vô cái chữ là do vậy. T. Họ. Na thi gách chan tí. Không đạt được xa răng. Chân lý. Mitcha Sankappa Uchara, từ nơi hành xứ tà tư duy. Uchara ở đây đã chia theo cách thứ năm. Đó là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 011. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần thiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 11. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivademi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo Pháp sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rung Pháp Quốc Kinh Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 11. Câu kệ này nằm trong phẩm Dhammakawatgā, phẩm song đối.
Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 12. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lú Quán Á. Đề cập đến ông Sanh Chá Giá là một tôn sư ngoại đạo. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái duyên sự để gợi mở ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này nè, thì lại liên quan đến Ngài A-sa-chí và thanh niên U-pa-tít-sa nữa. Và ở trong chú giải của cái bài kệ này đó, thì duyên sự rất là dài. Thành ra ra là chúng tôi chỉ xin được kể những cái ý chính. Những ý đó là gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này thôi. Chứ còn mà kể hết thì xin thưa quý vị dài lắm. Đó là xin thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn, Đức Phật Gautama, Ngài thành đạo xong đó, thì bây giờ Ngài châu du tứ phương để tế độ chúng sinh hữu duyên nên tế độ. Ngài tế độ lần lượt năm anh em Kiều Trần Như, rồi thanh niên Ngây Giá Xá, rồi là nhóm 30 tỳ kheo Vương Tôn Công Tử, rồi là trước đó là thanh niên Giá Xá cùng với là 54 người bạn, rồi là đến nhóm các anh em Uruguela Kassapa. Và lần lượt đó đến hai chàng thanh niên, và hai chàng thanh niên này được nâng lên thành địa vị đó là thượng thủ thính pháp. Thì khi trước khi mà Đức Thế Tôn Ngài tế độ cho hai thanh niên U-pa-tít-sa và cô Lý Tá đó, thì xin thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã tế độ được rất là đông các cái vị tỳ kheo trở thành A-la-hán đó, thì lúc đó Ngài mới nói đó là: này các tỳ kheo, vì lợi ích của chúng sinh cho nên đó là các ngươi hãy đi khắp các nơi, đừng có hai người đi một nơi, để mang lại lợi ích cho nhân thiên. Thì trong số đó có nhóm năm vị Kiều Trần Như, và trong năm Kiều Trần Như đó thì có tôn giả A-sa-chí. Thì một lần nọ khi tôn giả A-sa-chí đang đi trì bình khất thực đó, thì bấy giờ thanh niên U-pa-tít-sa cùng với người bạn của mình là cô Lý Tá quá chán chê với cuộc đời hay giàu sang thụ hưởng xem ca kịch, thấy nó vô bổ quá, cho nên đó là hai người mới đi tầm sư học đạo. Thì hai người này đó đi đến với ông tôn sư ngoại đạo Sanh Chá Giá để mà học đạo. Thì không bao lâu hai thanh niên này đã học hết sở học của ông Sanh Chá Giá. Và hỏi thầy: chứ còn cái gì cao siêu hơn nữa không? Thì ông Sanh Chá Giá nói rằng: những cái gì mà ta biết đó thì các ngươi cũng đã biết hết rồi. Thấy đó chưa có phải đó là chân lý, chưa có phải là điều cốt yếu, chưa có phải là cái cốt lõi để khiến cho mình qua đó đó mà chấm dứt mọi khổ đau. Cho nên đó là hai thanh niên này mới cùng hứa hẹn với nhau rằng ai mà tầm ra được chân lý, tầm ra được đạo bất tử thì sẽ lại cho người kia. Và hai người đã chia ra hai hướng. Bây giờ thanh niên U-pa-tít-sa đi mới gặp tôn giả A-sa-chí đang đi trì bình khất thực. Thì thấy tướng hảo quang minh lục căn thanh tịnh,
cách đi đứng nằm ngồi qua hai thoát tục, cho nên mới khởi lên một cái niềm kính yêu vô hạn. Và thanh niên Upatissa là một bậc đại trí tuệ mà, do đó hiểu lúc nào cần nên làm cái gì, biết được ngài đang đi trị bệnh cách thực, cho nên đó là đi theo. Rồi đến khi mà ngài đã trị bệnh cách thực xong thì biết là ngài cần cái chỗ ngồi để mà độ ngọ, thì thanh niên Upatissa này cũng đã phục vụ cho ngài. Sau khi ngài độ ngọ xong thì bấy giờ đó mới hỏi, hỏi chứ thưa tôn giả tu với ai, ai là thầy của tôn giả, thầy của tôn giả dạy cho tôn giả cái gì? Thì tôn giả Asachi có sao nói vậy, xin thú vị, đây là một bậc thánh lậu tận mà, cho nên mới nói đó là này đạo hữu, bần tăng mới tu, cho nên học hỏi pháp chưa được nhiều đâu, nhưng mà thầy của bần tăng đó dạy cho bần tăng như thế này: Sabbe dhamma hetu pappava, pháp phát sanh lên do nhân duyên. Te sañca tathāgato ahā, là các đấng Như Lai đã chỉ ra cái nhân đó. Te sañca nirodhaca, cái nhân duyên ấy mà diệt đó thì các pháp ấy cũng diệt. E quăng Maha Samano Wali, bậc đại sa môn đã nói như vậy. Và xin thưa với quý vị đó, thì khi tôn giả Asachi nói hai câu đầu thôi, các pháp phát sanh lên do nhân duyên, các đấng Như Lai đã chỉ ra cái nhân duyên đó. Mở trong 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 chú giải ngài Pháp Minh ngài dịch đó là các pháp phát sanh lên do nhân duyên, thầy tôi hay là Phật Gotama đó đã chỉ ra cái nhân duyên đó. Thì sau khi nói vậy xong là tôn giả Asachi đó chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần liền. Thì trước khi mà tôn giả Asachi nói lên bốn cái câu kệ này đó, thì thanh niên Upatissa cũng đã nói là vì rằng tôn giả Asachi nói nè, bần tăng là người mới tu, học pháp chưa có được bao nhiêu đâu. Thì thanh niên Upatissa mới nói vậy nè, là bạch ngài, xin ngài hãy nói điều chánh yếu, điều cốt lõi thôi, điều chân lý thôi, hay là con đó, qua đó có thể hiểu rộng ra theo nhiều cách. Đó thì nương theo cái câu nói đó của thanh niên Upatissa, cho nên ngài Asachi chỉ nói lên có bốn câu kệ, và sau khi nghe xong hai câu thôi thì chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần. Xin thưa, và ngài Asachi lại nói tiếp thêm hai câu nữa. Thì hai câu sau này cũng không có khiến cho thanh niên Upatissa đó chứng đắc gì nhiều hơn nữa. Thì biết đó, thanh niên Upatissa biết đó, là do một cái nhân gì duyên gì đó, thì thành ra đó là mình không thể nào chứng đắc đạo quả cao hơn được nữa. Đối với cái vị thầy của mình là ngài Asachi đó, đến đây thôi là đủ rồi. Tức là cái chân lý, cái cốt lõi đó mình đạt được từ nơi ngã xà chí đó, bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Thì thành ra tôn giả Upatissa mới hỏi chứ bạch tôn giả, hiện giờ bậc đạo sư đang ở đâu? Ngã xà chí mới chỉ cho biết ra là ngài đang ở quê lú quanh hán. Rồi thanh niên Upatissa mới đi tìm thanh niên Cô Lý Tá và cũng đọc lại bốn câu kệ này. Thanh niên Cô Lý Tá cũng chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần, và cả hai đi đến Quê Lú Quân Á gặp Đức Thế Tôn. Gặp Đức Thế Tôn thì xin thưa quý vị đó là bắt đầu hai vị này mới xin gia nhập tăng đoàn, xin xuất gia. Đức Thế Tôn ngài cho tu bằng cách là Ê Tháp Phích Khắc Quê, là hãy đến đây các tỳ kheo,
hãy sống đời sống phạm hạnh để chấm dứt mọi khổ đau tử sinh luân hồi. Hai vị đó trở thành tỳ kheo, và một tuần sau thì tôn giả Mục Kiền Liên mới chứng đắc đến cứu cánh đời sống phạm hạnh, còn tôn giả Batissa thì phải 2 tuần sau thì mới chứng đắc được đến cứu cánh đời sống phạm hạnh. Và xin thưa quý vị đó, trước khi mà hai chàng thanh niên này đi đến gia nhập tăng đoàn của Đức Thế Tôn đó, thì mới chợt nhớ đến ông thầy của mình là ông đạo sư Sanh Chá Giá đó. Cho nên mới đi đến khuyên thầy của mình, nói thầy, giờ chúng con đã tìm ra được chân lý rồi, tìm ra được đạo Phật tử rồi, thầy cùng đi với chúng con đi, đến quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì ông thầy Sanh Chá Giá này đó, ổng không có bằng lòng. Ổng nói rằng đó, từ trước tới giờ ổng làm thầy người ta quen rồi, giờ biểu ổng đi làm học trò đó thì rất là khó, cho nên thôi, ổng đi. Thì cuối cùng dằn co qua lại đó, thì bắt đầu ổng mới hỏi chứ ở trên cuộc đời này người trí nhiều hay là người ngu nhiều. Thì hai vị thanh niên này mới trả lời cho biết đó là người trí ít mà người ngu nhiều. Cái ổng mới nói một câu rồi, ổng nói vậy thôi, để những người trí đi đến với Sa Môn Cổ Đàm đi, còn những người ngu đó thì ở lại với hiện ngu này. Thì sau đó đó, hai vị này thấy không có thuyết phục được thầy của mình nữa, cho nên thôi từ giả ra đi. Và khi ra đi đó thì có một số, một phần nửa đồ chúng của ông Sanh Chá Giá đó đi theo, còn một nửa đó ở lại. Ông thấy vậy đó, có sự ngậm ngùi tức tối cho nên học máu. Và đến khi mà hai chàng thanh niên này được gia nhập tăng đoàn, được xuất gia, rồi được Đức Thế Tôn ngài ban cho cái địa vị là Thượng Thủ Tinh Văn đó, thì hai vị này cũng mới nói lại. Mới tường thuật lại cái ý kiến, ý nghĩ của mình về ông thầy Sanh Chá Giá đó. Rủ ông đến để mà tu theo Đức Phật đó, và ông không có tu theo đó, ông không có chịu đi đó. Thì xin thưa quý vị, khi đó đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói cho trong cuộc đời này đâu rồi ngài nói cho này các tỳ kheo, ông đạo sư Sanh Chá Giá đó tự mình mang nặng tà kiến, việc không có cần thiết, không có thiết yếu, không có cốt lõi đó thì cho đó là thiết yếu, là cốt lõi. Còn các tỳ kheo tự nghĩ mình là bậc hiền trí, việc cần biết, việc cần biết đó là cần biết, việc không cần biết đó là không có cần. Nhờ vậy mới dứt bỏ được cái việc không cần yếu, mà kiên trì lấy cái việc cần yếu, hay là đạt được chân lý. Như là hai cái vị thanh niên này nữa, dám bỏ đi cái không phải là cốt lõi để đi tầm cầu cái cốt lõi, thì từ cái chỗ đó đó mới gặp được ngài A Xà Chí và nếm được hương vị pháp, tức là đạt được cái cốt lõi. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt 2 câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu: A Sa Re Sa Ra Ma Ti No Sa Re Cha Sa Ra Da Si No Te Sa Rang Na Thi Gat Chan Ti Mit Cha Sang Cap Pa Vu Cha Ra. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ:
không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Còn ngày nào qua thượng giới Đức Thi Dịch, phi chơn lại tưởng chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà, ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu. Và chúng tôi cũng có dịch văn xuôi của cái câu kệ này nữa. Thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo cộng với duyên sự sẽ hỗ trợ cho chúng ta hiểu sâu, hiểu rộng ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Bây giờ chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta cùng nhau mổ xẻ tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu Pali số 11 để chúng ta tìm ra được cái chân lý, cái cốt lõi ở trong đó. Qua đó mà mình ứng dụng, mình thực hành theo, thì khi đó nếu hội đủ duyên lành, mình cũng có thể nếm được hương vị pháp như là hai thanh niên Upatissa và Kulita. Vậy xin thưa quý vị, ở câu kệ này nè, Đức Thế Tôn ngài dạy Asare Saramatino là người ta tưởng rằng chân lý hay là điều thiết yếu đó ở trong phi chân lý hay là phi thiết yếu. Thì ở đây đó, chúng ta sẽ phải hiểu hai khái niệm đối lập. Chân lý là gì và phi chân lý là gì? Hay là cái gì là thiết yếu và cái gì là không thiết yếu? Cái thiết yếu hay là cái chân lý này nè, xin thưa quý vị, nó từ thấp đi đến cao. Mình phải hiểu khả năng đó, nó có từng cấp thấp vậy. Với một người mà căn cơ chưa có cao, tức là cái sự huân tu này, hay là ba la mật độ của họ đó mà còn ít quá đó, thì thử hỏi quý vị đó, chứ người đó đó mà thực hành những pháp cao siêu đó để chứng đạt được đến cái cứu cánh đó, thì có làm được không? Xin thưa quý vị, không. Bằng chứng là gì ạ? Chúng ta nhớ đó là Đức Thế Tôn trước khi tôn giả Ananda làm thị giả, ngài có rất là nhiều thị giả. Thì trong đó có một ông thị giả, chết rồi, chúng tôi lại quên cái tên của cái vị này rồi. Thì Đức Thế Tôn thấy ra được đó là cái ba la mật độ của vị này chưa có chín mùi. Cho nên đó là khuyên vị này đó là hãy ráng cố gắng làm thị giả đi để bổ túc ba la mật độ nữa. Nhưng mà một lần nọ đang cùng với Thế Tôn trên đường đi ngang qua một cái cánh đồng xoài rất là thanh tịnh, hợp với ý của cái vị này. Thì vị này đó cứ khăng khăng là bỏ Đức Thế Tôn để mà vào ở trong cái khu rừng đó, đó thực hành sa môn pháp, mong là mình có thể thành tựu được cứu cánh của đời tu. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó là vị này đã làm quá cái khả năng của mình. Do vậy đó là vị này đã từ bỏ Đức Thế Tôn, không có làm thị giả cho ngài nữa, vô trong đó tu, mà vô trong đó tu đâu có được đâu, không có thành tựu được cái chi cả, rồi sau đó phải quay về. Như vậy có nghĩa đó là mình đã không có hiểu biết được cái khả năng của mình, và mình làm những cái, những điều mà nó vượt qua đi cái khả năng của mình. Thế như vậy được xem như đó là mình cũng không có biết được cái gì là chính yếu, là thiết yếu, là cần thiết cho mình, và cái gì đó là chưa hoặc là không thiết yếu, cần thiết cho bản thân của mình. Mình phải nhận ra được mình là ai, cái khả năng của mình tới đâu,
giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của mình như thế nào đó. Cái đó là quan trọng lắm đó, xin thưa quý vị. À, và muốn biết như vậy đó thì mình phải có cái gan đó, xin thưa quý vị, là thực tập thực hành. Dạ, thực tập thực hành. Thiền chỉ mình cũng tu, thiền quán mình cũng tu, rồi thiền chỉ đó thì có rất là nhiều đề mục. Thành ra mình phải có cái gan là mình phải thử hết đề mục này đến đề mục kia. Thiền quán cũng vậy, thiền quán cũng có rất là nhiều đề mục, thì mình cũng phải có cái gan thử hết đề mục này sang đến đề mục kia. Rồi nữa nè, để tìm cho được cái đối tượng thích hợp với tâm của mình đó, xin thú vị, thì đối tượng đó đó nó lại còn liên quan đến thời gian nè, không gian. Do đó đó mình cũng phải có cái gan là để từ bỏ đi trú xứ, chọn cái loại trú xứ nào, nơi nào cho nó thích hợp. Từ đó đó mà mình tìm ra được cái đối tượng thích hợp cho tâm của mình. Thì khi mà mình có cái gan vậy đó thì xin thưa quý vị đó, mình mới có thể thành tựu được những gì mà mình muốn thành tựu. Và mình có cái gan thực hành vậy đó, xin thú vị, thì lúc đó đó mình sẽ biết được cái khả năng của mình đến đâu. Nếu như đó mà mình đã tu tập hết các đề mục thiền chỉ nè, mà thấy cũng không thích tu thiền chỉ, tu tập thiền quán nè mà thấy nó cũng không có đi đâu đến đâu cả đó, thì điều đó mình hiểu rằng ba la mật độ của mình còn yếu. Do vậy đó là gì? Cố gắng siêng năng bổ túc ba la mật độ nữa, tức là cố gắng siêng năng hơn tu. Tu theo kiểu đó là tạo 10 nhân phước cũng được, hay là tu theo kiểu đó là tu trí thôi mà không có tu phước đó, tức là tu tuệ mà không có tu phước đó. Tức là cứ hành thiền chỉ, hành thiền quán cũng được. Cứ huân tu như vậy thì xem như đó là mình đang bổ túc ba la mật độ. Và đến một lúc nào đó đó, cái ba la mật độ này nó đủ đó, thì mình có thể đó là thành tựu được cái cần thành tựu. Rồi cũng qua đó đó, thì mình sẽ phát hiện ra được cái gì là chánh yếu, là cần thiết, là thiết yếu cho bản thân của mình. Mình mà còn trẻ còn khỏe nè, thì mình có thể đó là phát triển theo kiểu pháp học. Nhưng mà nếu mà mình hơi trung niên, hơi lão niên tí đó, thì thấy là không có kham. Thì lúc đó đó pháp hành là điều cần thiết, là thiết yếu cho mình. Thì ở đây xin thưa quý vị, chúng tôi mới nói trên phương diện đó là chúng ta đang ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, tức là ở trong chánh pháp thôi. Còn trường hợp nếu mà chúng ta chưa có ở trong chánh pháp, thì dựa trên cái gì để chúng ta biết được điều đó, đó là thiết yếu, là cần thiết, là chân lý? Thì xin thưa quý vị đó, dầu cho ở trong giáo pháp của Đức Phật hay là ở ngoài giáo pháp của Đức Phật đó, thì buộc lòng học đời hay học đạo đó, mình cũng phải trang bị cho mình có được một cái kiến thức để qua đó đó mà mình có cái khả năng phân tích chứng minh để thấy ra được cái tính hợp lý của vấn đề đó. Thì lúc đó đó mình mới có được cái khả năng đó là gạn đục khơi trong, mới có cái khả năng xác định được cái gì là thiết yếu, cái gì là cần thiết, và cái gì là không thiết yếu, cái gì là không cần thiết, cái gì là chân lý và cái gì là phi chân lý. Do mình có cái khả năng phân tích chứng minh vậy đó, thì thành ra mình sẽ thấy nè, con người mình tồn tại trên cái cuộc đời này đó, xin thưa quý vị, là điều bị chi phối bởi nhân quả nghiệp báo. Mình mà sống lành, sống hiền, sống thiện đó, thì mình sẽ được sống vui.
Còn mà mình sống ác nè, sống tà mạn, sống tà vậy nè, sống xấu đó, thì mình sẽ sống buồn, sống khổ. Dạ, sống buồn, sống khổ. Mình có cái khả năng phân tích, cái bắt đầu mình mới thấy ra được vậy. Thì như vậy đó là mình sống lành, sống hành, sống thiện, sống hiền đó, sống hiền đó. Thì là cái cách sống đó đó là đúng đắn nè, là chân chánh. Còn ngược lại đó thì là không có đúng đắn, không có chân chánh. Rồi nữa nè, mình hiểu nữa, cái gì ở trong cái cuộc đời này đó xin thưa quý vị cũng bị biến hoại đổi thay. Không có cái gì mà nó trường tồn mãi mãi cả. Từ cái chỗ mà mình hiểu vậy đó ha, cái bắt đầu là mình đúng ôm chặt, mình chấp chặt, cho rằng đây là cha của tôi, là mẹ của tôi, là con, là tài sản, là công việc, là tri kiếp, vân vân. Thì từ cái chỗ đó mà mình phân tích, mình thấy mọi vật ở trên cái cuộc đời này đó nó luôn biến hoại đổi thay vậy đó, thì bắt đầu đó là mình mới có cái cách sống đó nhẹ nhàng thoáng hơn. Thì từ cái chỗ đó theo quý vị đó, nếu mà mình cũng còn ôm ấp chấp chặt vậy đó thì là mình sống vui hay là sống buồn, sống khổ? Sống vui chứ. Thì sống vui này, đây là cách sống đúng đắn. Dạ, cách sống đúng đắn. Rồi nữa nè, người đó phân tích và hiểu ra được đó, sống trong cuộc đời này mà mình mà tham quá đó thì dẫn đến thấp. Còn mà mình sân hận quá đó thì dẫn đến là gì? Kết thù chuốc oán. Còn mà mình sống mà mê muội ngu si dốt nát quá đó thì dẫn đến là gì? Bị người ta lường gạt, vĩnh viễn. Và cái cách nào đó cũng khiến cho mình đó là sống buồn, sống khổ cả. Do vậy đó là gì? Nếu ha mà bản thân của mình đó, sống là hướng đến không có tham lam, không có sân hận, không có si mê, hoặc là giảm dần đi những cái đó đó, thì mình sẽ sống rất là vui. Dạ, sống rất là thanh bình, sống rất là an lạc. Đó, nhận chân ra được vậy đó xin thưa quý vị, là mình hiểu được cái gì là cần thiết, cái gì là thiết yếu, cái gì là đúng đắn, cái gì là không đúng đắn, cái gì là chân lý, cái gì là không chân lý. Nhưng mà ngược lại, mình thấy ra được vậy cái mình cho rằng những cái gì mà nó tào lao đó, theo cái quan điểm quan kiến, cái đầu óc bộ não bé tí tẹo của mình đó, mà mình cho đó là đúng đắn nè, là chân lý nè, thì xem như đó là gì? Mình đã tưởng rằng cái chân lý này ở trong phi chân lý rồi đó. Giống như đó là ông sinh cha giáo, ông là tôn sư của người ta, ông là thầy của người ta mà. Thì thành ra là gì? Những cái gì mà ông dạy cho người ta đó thì cái đó đó là cái cốt lõi, là thiết yếu, là chánh yếu của ông rồi đó. Nhưng mà cái ông dạy cho người ta đó thì xin thưa quý vị đó, có hướng con người ta đó đến đời sống vui không? Nếu mà vui chút chút thì có thể có. Nhưng mà hướng đến cái đời sống vui mà theo kiểu đó là paramang, ý nếp bàn năng paramang xuất khăn đó, nếp bàn là an lạc tối thượng đó, hay là vui hay của cái không còn tham, không còn sân, không còn si đó, thì những cái điều mà ông dạy đó không hướng đến. Bằng chứng là gì? Là hai thanh niên Upatissa và Kolita đó, qua lời dạy của ổng thực hành kiểm chứng thì không đạt được đến cái chỗ này, không đạt được đến cái chỗ bất tử. Do vậy đó mới từ bỏ ổng, đi tìm pháp bất tử. Đó thì ông Sanchaya đó là ổng tưởng cái điều mà ổng biết đó, là chân lý, là điều thiết yếu. Nhưng mà cái điều ông biết đó, đó là cái chân lý của ông thôi, cho nó chưa có phải là cái chân lý thật sự, nó chưa có phải là điều thiết yếu thật sự của một con người hướng đến
giải thoát, hay là của một con người tầm cầu đạo bất tử. À, thì đó là người ta tưởng cái chân lý ở trong phi chân lý là như vậy. Rồi tưởng, rồi thấy nè, phi chân lý ở trong chân lý là như thế nào? Một đời sống ha, từ bỏ tham lam sân hận si mê đó, thì đó mới là một đời sống vui, mới là một cái đời sống an lạc hạnh phúc. Nhưng mà có người cho rằng đó, nếu như đó mà mình sống không có tham thì mình sẽ không có giàu được. Không có tham thì mình sẽ không có quyền quý. Không có tham đó thì mình không sẽ không có văn bằng này văn bằng kia. Phải có của cả tài sản này, phải có danh vọng địa vị này, phải có văn bằng này văn bằng kia đó, thì khi đó đó người đó mới có được một cái đời sống thật sự an lạc, hạnh phúc, hay là đời sống vui. Đó thì xin thưa quý vị đó, thấy vậy đó, cảm nhận vậy đó, ý thức vậy đó, thì được xem như đó là thấy cái phi chân lý ở trong chân lý. Và với những người đó mà có cái tư kiến suy nghĩ vậy đó, thì thử hỏi bà con chứ họ có đạt được đến cái chân lý không? Giống như ông Sành Chả Giả, ông nghĩ vậy đó, hay cái thành ra là gì? Ông không có theo Phật, ông có theo Pháp, ông không có theo Tăng nữa. Mà không theo Phật, mà không theo Pháp, mà không theo Tăng, thì thử hỏi bà con chứ Phật tử, chứ người đó có thể đạt được hay là thành tựu được quả vị Phật hay không? Thành tựu được quả vị thánh hay không? Nếu không thành tựu được quả vị thánh, không thành tựu được quả vị Phật, thì xem như người đó đó có đạt được chân lý không? Có đạt được cái cần thiết ở trên con đường đi tầm cầu đạo bất tử hay không? Xin thưa quý vị không. Do vậy đó mà những người có cái tư tưởng, có cái suy nghĩ, có cái cách sống tương ứng với ông Sành Chả Giả vậy đó, thì không có thể nào đạt được chân lý, đạt được điều thiết yếu ở trong đời sống. Do đâu à? Là do Mitcha Sankappa của Chả Đá, là do từ nơi hành xứ tà tứ duy. Mà tà tứ duy này đó thành tựu được là từ nơi đâu xứ tu gì? Tà kiến. Nếu ai đó mà tu tập chánh kiến nè, thành tựu chánh kiến, thì dẫn đến người đó sẽ thành tựu được chánh tư duy. Nhưng ngược lại, những ai mà có tà kiến, thành tựu tà kiến, thì dẫn đến người đó sẽ thành tựu được tà tư duy. Bát chánh xin thưa quý vị cũng thành tựu từ từng chánh một. Thành tựu được chánh kiến dẫn đến thành tựu được chánh tư duy, thành tựu chánh tư duy dẫn đến thành tựu được ba chánh giới đó, xin thưa quý vị, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thành tựu ba chánh giới này sẽ dẫn đến thành tựu chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là ba chánh của định. Điều này đó được ở trong chú giải của cái bài kinh gọi là Đại Kinh 40 ở trong Trung Bộ Kinh đó, xin thưa quý vị. Thành tựu chánh đầu dẫn đến thành tựu chánh sau, và ngược lại, thành tựu tà đầu thì dẫn đến thành tựu tà sau. Cho nên đó là thành tựu tà kiến thì dẫn đến thành tựu được tà tư duy. Điều đó có nghĩa đó là với ai nào không có thông suốt, không có hiểu rõ ràng về tính nhân quả nghiệp báo, không thông suốt, không có hiểu rõ ràng về tam tướng, không có thông suốt, không có hiểu rõ ràng về đạo lộ hướng đến từ bỏ tham lam sân hận si mê đó, tức là đạo lộ bát chánh đó, thì người đó thành tựu tà kiến. Và vì do thành tựu tà kiến vậy cho nên dẫn đến người này sẽ thành tựu tà tư duy, tức là suy nghĩ dựa trên tà kiến. Tà tư duy ở đây đó
Nếu mà mình giải thích theo bài bản sách vở đó là gì, là dục tư duy nè, sân tư duy nè, hại tư duy. Thì dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy này mà phát sanh lên có được là dựa trên tà kiến. Dạ, dựa trên tà kiến, mà tà kiến đó tức là không, khi nãy chúng tôi nói rồi đó, là không có hiểu biết, không có thông suốt về nhân quả nghiệp báo, không hiểu biết, không có thông suốt về lý tam tướng, không hiểu biết, không có thông suốt con đường bát chánh. Từ cái chỗ đó mà mình hiểu biết về nhân quả nghiệp báo này, hiểu biết về tam tướng vậy đó, thì bắt đầu đó mình mới ra sức cố gắng là để gìn giữ tu cái miệng, ra sức cố gắng để gìn giữ tu cái thân, ra sức cố gắng gìn giữ để tu cái tập. Đây là tu ba giới. Rồi đến ba định, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là siêng năng cố gắng để tu cái miệng, tu cái thân. Rồi nhớ phương pháp cách thức để tu cái miệng, tu cái thân. Rồi là gì? Giữ tâm kiên định để tu cái miệng, tu cái thân, tu cái ý đó. Phải có tu vậy đó, xin thưa quý vị, thì là tham sân si đó nó mới giảm chứ. Nếu ha, mình không có tu cái miệng, không có tu cái thân, không có tu cái tâm đó, thì tham sân si nó đâu có giảm được. Dạ, và nó không có giảm đó thì là trí tuệ nó không có hiển lộ. Trí tuệ nó không có hiển lộ đó, thì lúc đó đó mình sẽ cứ phải bị rơi mãi vào trong tà kiến. Và với những ai mà chấp nhận tà kiến vậy đó, thì là sau khi thân hoại mạng chung, bốn đường ác đạo chất sẵn, không có tránh khỏi được đâu. Do vậy đó mà qua cái câu kệ này nè, bản thân của mỗi người chúng ta đó, phải ráng cố gắng sao đó để hiểu cho được khả năng của mình đến đâu. Nếu được đó thì mình phải chịu khó suy nghĩ, suy xét, cân đo đong đếm để xem coi giới quẩn của mình đến đâu, định quẩn của mình đến đâu, tuệ quẩn của mình đến đâu. Rồi qua đó đó, cái bắt đầu là gì? Mình mới tu tập thực hành theo con đường bát chánh đó. Tu tập thực hành theo con đường bát chánh thì bắt đầu đó, dần dần nè. Do có tu tập, có quân tu vậy đó, thì bát chánh này đó càng ngày càng được gia tăng. Thì lúc đó đó, mình mới đạt được những cái điều thiết yếu, đạt được những cái chân lý tương ứng. Và đến một lúc nào đó, mình mới đạt được cái tận cùng của chân lý. Tức là thấy rõ được tứ thánh đế nữa. Hoặc là gì? Nếm được hương vị pháp. Thì lúc đó mình mới thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành. Còn ngược lại đó thì là mình không có đạt được cái chi cả. Do vậy với người tu học Phật của chúng ta, có học giáo lý của Đức Phật thì chúng ta ráng cố gắng ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống của mình, để dần dần qua đó đó mà chúng ta có thể từ bỏ dần được tà kiến, tà tứ duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Từ bỏ dần dần vậy đó thì mình mới mong có thể chứng đắc, chứng đạt được chân lý. Chúng tôi có một số ý hiểu biết về câu kệ pháp cú số 11 là như vậy, xin được trình bày gửi đến toàn thể bà con chư Phật tử. Mong qua đó có thể tinh thần tu tập của quý vị, hoặc có thể gợi mở ra đôi điều để chúng ta từ đó mà có cái cách sống sửa đổi sao sao đó, để cho cái đời sống của mình nó được vui hơn, được bình an hơn, được an lạc hơn. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 11 tại đây. Phước báo phát sanh do giảng pháp này
Chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến toàn thể quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được cúng dường, xin được hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng ân triêm lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Mẫn đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Trạng Đồng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc trước cái đạo tràng à. Con kính dân mít đến xưa. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. Sư nghe được âm thanh con kính nhân bích đến sư. Vato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba buddha bhavena sada sadeva vantute bhavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba dhamma nupa